Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Thành Được. Thành Được với phương châm thành tín, có uy tín, quý sinh mệnh, thành trong lành là trung thực, tín trong uy tín, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm. Thành Được không dám khẳng định mình bán giá rẻ nhất thị trường, nhưng dám cam kết với tất cả các bác, các anh, các chị, các cô, các chú, hàng bên Thành Được là hàng chuẩn và bảo hành nhanh, trách nhiệm sau bán hàng là tuyệt đối. Không bao giờ có cái chuyện là chối bỏ trách nhiệm sau khi bán hàng về vấn đề bảo hành, lỗi đổi trả, và luôn cam kết là hết bảo hành thì vẫn hỗ trợ thay thế sửa chữa linh kiện cho đời máy. Buổi tối ngày hôm nay, ngày bây giờ đã là gần 23 giờ đêm ngày 20 tháng 9 năm 2023. Những cái đơn hàng cuối cùng đang được đóng lại để cho bên vận chuyển. Sáng mai là ngày 21 tháng 9 thì bên vận chuyển họ sẽ đến lấy sớm để vận chuyển giao đi tất cho tất cả các bác, các anh, các chị. Và bây giờ cũng đã chính thức vào cái mùa cưới năm 2023. Mùa cưới cũng như là cái mùa hoàn thiện ngôi nhà, tức là những ngôi nhà mà xây trong đầu năm này bây giờ thì đến lúc cần hoàn thiện cho chúng ta về nhà mới. Thì tất cả các bác mà có nhu cầu về những cái sản phẩm thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng thì có thể liên hệ trực tiếp Thành Được, và nhất là cái không gian trong nhà bếp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp Thành Được để tìm hiểu những sản phẩm mà cần trong nhà bếp. Những máy rửa bát, hút mùi, bếp từ, vân vân. Trước khi gửi đi thì thông lệ thì mọi người đã biết rồi, hàng bên Thành Được thì đều được bóc ra kiểm tra, test máy. Và những cái video như thế này cũng là vừa là kỷ niệm, vừa cũng là một cái minh chứng bảo hành online. Các bác nào mà có thể quay được video thì có thể sử dụng cái video đó để đối chiếu trách nhiệm, cái uy tín, chất lượng hàng sản phẩm sau bán hàng bên Thành Được. Và những bác nào mà Thành Được không ghi được video thì mong mọi người cũng có thể an tâm tuyệt đối, vì hàng bên Thành Được trước khi gửi đi đều được tháo ra cái ghim điện, đều được tháo ra như này, ghim điện, kiểm tra và test cái phụ kiện này, tất cả cái phụ kiện đi kèm. Sau đó thì sẽ dán một tem bảo hành. Ngoài tem bảo hành của hãng ra, phiếu bảo hành của hãng, phiếu bảo hành mực đỏ viết tay của ký tên, bên Thành Được sẽ có phiếu bảo hành mực đỏ viết tay của ký tên này và một catalog đi kèm. Và đặc biệt sau mà khi đã kiểm tra test máy ghim điện xong thì sẽ dán một cái tem bảo hành như này. Đều có công khai địa chỉ, số điện thoại để tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị có thể liên hệ, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, lỗi đặt xuất đổi trả và hết bảo hành vẫn cam kết là hỗ trợ thay thế sửa chữa linh kiện cho đời máy. Những cái sản phẩm thiết bị điện, điện tử, điện lạnh cao cấp ấy, thì cái linh kiện không phải là có sẵn bên ngoài. Thế do đó khi mà mua các bác nên tìm hiểu thật kỹ những nơi nào làm việc nó uy tín, chuẩn xác, làm việc số lượng lớn, công khai địa chỉ, số điện thoại và làm việc có tâm. Hiện nay thì gần như là mỗi một ngày Thành Được nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Cứ trung bình một ngày là có 3 đến 5 cuộc điện thoại và tin nhắn gửi về Zalo nhờ hỗ trợ về sửa chữa bảo hành. Thì hỏi ra tại sao các bác khi mua xong, các anh các chị mua xong rồi sao không liên hệ với bên mua để người ta bảo hành đổi trả cho. Thì mọi người đều có nói rằng là mua online nhất là không biết được địa chỉ, số điện thoại của người bán. Thứ hai là khi mà liên hệ số điện thoại thì họ chặn số điện thoại, chối bỏ trách nhiệm, chặn fanpage, chặn Facebook, chặn Zalo, vân vân. Và những người như vậy thì gần như làm cho các anh các chị các bác rất là bực mình, khó chịu, vừa mất tiền mua mà sản phẩm xảy ra lỗi, chưa biết là như thế nào, hàng đúng hãng hay không, lại sao họ lại chặn số rồi thì chặn các cái fanpage, mạng xã hội để không liên hệ được bảo hành. Do đó mọi người nên tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở bán hàng, và nếu không an tâm mua những sản phẩm mà liên quan đến thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, hàng giá trị cao, thì Thành Được khuyên chân thành tất cả các bác, anh, các chị lên ra siêu thị điện máy gần nhà để chúng ta mua được hàng đảm bảo. Thứ hai là biết được người bán thực chất hay không, và được xem hàng có chuẩn hay không, cũng như là được bảo hành, lỗi đổi trả nếu sản phẩm sẽ xảy ra lỗi. Tất cả những sản phẩm thiết bị điện, điện tử, điện lạnh hay liên quan đến máy móc thì nó dù là hàng tốt đến đâu, như điện thoại iPhone còn có xảy ra lỗ lỗi nọ lỗi kia, chứ đừng nói những sản phẩm khác. Xe máy, máy móc, kể cả những sản phẩm của SpaceX, đấy là như vừa rồi ông Mark Zuckerberg, tỷ phú thế giới, phóng cái tên lửa SpaceX đắt tiền như vậy, hàng
chục triệu đô hoặc trăm triệu đô mà phóng lên chỉ được có vài giây là nổ. Thì những cái sản phẩm thiết bị điện, bất kể một cái liên quan gì là máy móc, điện tử, điện lạnh, thì dù là hàng tốt, hàng đắt tiền hay không, thì nó cũng đều có cái tỷ lệ lỗi trong quá trình sử dụng. Tất nhiên là lỗi, cái tuổi thọ của máy chắc chắn là như con người như vậy, nó có tuổi thọ sinh ra và mất đi. Chúng ta phải luôn luôn đổi mới theo công nghệ, sự hiện đại, cải tiến. Nhưng mà lấy một sản phẩm vẫn đang lỗi trong quá trình bảo hành thì nó rất là bực bội. Vì chúng ta vừa bỏ một khoản tiền ra, sử dụng chưa được bao lâu, chưa hết bảo hành mà đã lỗi rồi, mà cái bên bán họ lại không bảo hành, không chịu trách nhiệm bảo hành đổi trả, thì đó là một cái thiệt thòi rất lớn, tiền mất tật mang, mà khiến bực vào mình. Cho nên mọi người lên tìm hiểu thật kỹ những cái cơ sở bán hàng để tránh cái việc mua tiền mất tật mang. Và Thành Được thì vẫn khuyên các bác lên mua gần nhà để nó đảm bảo chúng ta mắt thấy tay nghe, được sờ vào, được nhìn thấy, tránh cái việc là bị bây giờ trên các cái mạng xã hội, thông tin điện tử rất nhiều nơi lừa đảo. Quay trở lại cái review ngày hôm nay thì 5 chiếc máy sữa hạt. Đây là 4 chiếc rồi nè. Và phía ngoài này thì đang có một chiếc nữa đang được ghim điện để kiểm tra này. Hệ phiếu bảo hành này. Được gửi về cho những bác khách hàng sau. Đầu tiên là chiếc nồi chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU, 9 phụ kiện và 5 ngọn ốc trục quay 360, 16 chức năng cài đặt sẵn, 8 phím cảm ứng một chạm, cửa kính trợ lực 3 lớp chống rơi vỡ, 2 class Genomy Technology SUS 304, inox 304, cánh cửa trợ lực 3 lớp này. Lòng nò thì sẽ có 2 nguồn nhiệt kép mai so trợ lực trên dưới, đèn chiếu sáng, trục quay roti, vân vân. Để mà máy đã lên nhé, Thành Được sẽ bật đèn này, đã test máy rồi này. Thì cái ni lông mà sẽ để nguyên để cho khách hàng về đập bộ bốc máy. Thì chiếc nồi chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU đủ 9 phụ kiện và lắp ngọn ốc trục quay 360 này được gửi về cho anh Vũ Văn Hiến bắt đầu ghi bảo hành là ngày 21 tháng 9 2023 này. Địa chỉ khu 4 thị trấn Kẻ Sạt, Bình Giang, Hải Dương. Nồi chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU đủ 9 phụ kiện và lắp ngọn ốc trên trục quay 360. Thành Được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng, lỗi lần xuất 1/1 trong 30 ngày và hết bảo hành 25, Thành Được vẫn hỗ trợ bảo trì, thay thế, sửa chữa linh kiện. Tất nhiên là khi hết bảo hành này thì khi mà bảo trì máy, sửa chữa linh kiện thì sẽ có tính phí. Phí thay thế linh kiện, còn phí sửa chữa Thành Được sẽ không tính. Cho nên anh phải an tâm tuyệt đối. Và máy làm sữa hạt thì 5 chiếc máy sữa hạt thì một chiếc thì được gửi về cho chị Nga Nguyễn ở đường 392 Đoan Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Hai chiếc thì được gửi về cho chị Nguyễn Thị Thu Hà ở địa chỉ số nhà 3 tổ 9 phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội. Và một chiếc nữa thì bác khách yêu cầu là không lên video. Và một chiếc nữa được gửi về cho chị Hoa ở Vĩnh Phúc. Đấy, thì chị lấy kèm một máy sữa hạt, một bếp từ đơn Kibo và một ấm siêu tốc. Đấy thì hàng sẽ đều được tháo ra và kiểm tra ghim điện, test máy. Và những bác nào mà có nhu cầu về nhà mới hoàn thiện căn nhà thì ngoài việc bếp từ ra đây, để hoàn thiện căn bếp, chúng ta sẽ có bao gồm là hút mùi này. Và đa phần những căn nhà mới bây giờ khi mà xây dựng thì đa phần là sẽ không sử dụng bếp ga nữa mà chúng ta sử dụng sang bếp từ. Nó đảm bảo an toàn hơn, không sinh khí CO2, không gây nóng và đặc biệt không gây cháy nổ, an toàn. Hiện tại thì được có phân phối Duler thì bảo hành 25, tất cả đều là made in Germany. Bảo hành 35, thương hiệu Duler bảo hành 35, hút mùi này. Những dòng hút mùi mới, đời mới, công suất lên đến 230W này. Và mã của máy là DHN768 Plus. Cái dòng 768 Plus này là đời cao nhất của hãng Duler. Nó sẽ có cái tích hợp
cảm biến, vẫy tay, trượt tay, khi chúng ta trượt điện thoại vậy, lắc qua lắc lại, thì máy sẽ tự động bật tắt, chúng ta không cần phải chạm vào phím nữa. Để cái ưu việt này thì nếu như các bác mà tay đang bẩn ý, sờ vào thức ăn ý, ví dụ như là sờ vào thịt và cá chẳng hạn, chúng ta dính dầu mỡ, thì chúng ta khi muốn tắt cái hút mùi chẳng hạn, thì các bác chỉ cần đưa tay cách khoảng cái mặt điều khiển của nó khoảng 5-10 cm, chúng ta trượt ngang qua hoặc trượt ngạc lại thì nó sẽ bật tắt. Đấy, những dòng đời cao mới có chức năng này. Và tất cả đu lơ này, niêm phong, niêm yết đều là made in Germany nhé. Tất cả đều được niêm phong nguyên đai nguyên kiện. Đấy, bếp từ đơn, máy xay nấu đa năng sữa hạt, ấm siêu tốc, máy lọc nước, nồi cơm, thành được đều sẵn kho để cho tất cả chúng ta hoàn thiện một gian bếp như tủ lạnh, máy giặt, vân vân, tivi, điều hòa. Và bác nào mà yêu thích loa đài cũng như những cái sản phẩm thiết bị nội địa Nhật hoặc những sản phẩm thiết bị nội địa đến từ các thương hiệu lớn từ châu Âu thì Catalog, Dueler, máy lạnh, máy rửa bát, thương hiệu Binova cũng đến từ nước Đức này, Binova, Dueler và một thương hiệu nữa Lefay của Việt Nam cũng khá là tốt. Nefa và Binova thì bảo hành 25, còn Dueler này bảo hành 35 và đều được kích hoạt ở hệ thống bảo hành điện tử. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.